3, 2, 1 đến đây này. Em xin kiểu mới nha. 3, 2, 1 đến đây này. Đừng nghe cho em xin kiểu mới nha. 3, 2, 1 đến đây này. Đại diện đấy. Chính nào nhỉ? Mai gỗ nữa dậy sớm nhặt gỗ. Nào, cờ lên đi ơi. Bí thư đấy. Ba, chào. Giữ nguyên để em chụp một kiểu bánh. Cho bánh cho nha. Đây đây. Ok. No shadow.
Đi đây nhá, 3, 1 nhé. Đứng lên nào. Cả nhà nhìn đây cười một kiểu nhá. 3 2 1 nháy này. Cho em xin một kiểu nữa nhá. 3 2 1 nháy này. Ok. Lấy quả khác, lấy quả khác. Để bên đây luôn đi. Rồi, hai bên cứ cười lên nhá. Xa xa lấy tổng hay chúng xa xa lấy tổng. 3, 2, 1 nhé. Hay anh bắt tay một nhau ấy. Hay anh cứ bắt tay cứ thoải mái như rung rung để quay phim ấy ơi. Ôi, bắt tay đi, phải cười. Cho em một xin một kiểu nha. 3, 2, 1 nhé nè. Điểm cả. 3, 2, 1 nhé nè. Bắt tay ạ. 3, 2, 1 nhé nè. Ok nè. Để kéo các bạn ra xíu. Để xa ra đây, xa ra đây xíu. Ok, ok. Rồi, nhìn đây luôn. Hai bạn Pepsi nhìn đây tươi nhá. Ok, tất cả đều tươi. Nhìn đây, 3, 2, 1 nhé nè. Thế nhầm thì tôi quay phim trước nha này nhé. Bắt đầu chụp nhé. Anh ơi, cứ quay lắm. Rồi, cho tự nhiên. Đấy. Ok, anh chị. Anh chị nhìn đây cho em xin một kiểu nha, 3. Rồi. Bắt đầu trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng di chuyển về những hàng ghế danh dự. Mấy anh nhìn đây nhá, 3, 2, 1 nhé này, em xin kiểu nữa nhá, 3, 2, 1 nhé này. Nhìn máy ảnh nhá, 3, 2, 1 nhé này, 3, 2, 1 nhé này. Chào đón quý vị cùng trở lại với Grand Opening trong chương trình ngày hôm nay. Trong khi chương trình sẽ được bắt đầu ngay sau đây ít phút thì xin được trân trọng nắng trân trọng kính mời quý vị đây đây chung một quán đâu chưa nó đâu rồi đây đang tình của anh là nắng để em đừng làm mây trắng ý bình giữa đất trời này đọng xa sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc. Xin gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc Grand Opening của chúng ta diễn ra thành công. Hải ra đường sẽ mang đến một màn múa lân vô cùng đặc biệt để
đổ một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn hai show lần của chúng ta đã mang đến và một lần hết sức tuyệt vời tại Grand Opening trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn Cung Ổn Định để chương trình sẽ được bắt đầu ngay sau đây. Vâng, kính thưa quý vị kính mến, những chú Lân Xuân Dường tấn lộc, tấn bình an, vạn sự may mắn dành tới. Chào đón sự hiện diện của toàn thể quý vị đại biểu khách quý. Sự có mặt của toàn thể quý vị ngày hôm nay là niềm vui, niềm vinh hạnh của Thẩm Mỹ Viện Dr. Đào. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta ngày một tăng lên, nhận thấy được nhu cầu làm đẹp của toàn thể quý vị. Thì ngày hôm nay, Dr. Đào chính thức được ra đời tại địa chỉ 106 Chu Văn An để mang tới toàn thể quý vị những dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe tuyệt vời nhất. Kính thưa toàn thể quý vị kính mến và về tham dự giới thiệu và nồng nhiệt chào đón có sự hiện diện của ông Hoàng Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Ban Tuyên giáo tỉnh, nên ngay chúng ta nồng nhiệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu quý vị đại biểu khách quý, trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Kim Định, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Vĩnh Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nên ngay chúng ta nồng nhiệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Nguyễn Ánh Dương, Giám đốc Thẩm Mỹ Viện Natural Sài Gòn, đến với chúng ta nồng nhiệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu bà Thiên Thanh, cổ đông sáng lập Viện Thẩm Mỹ Dr. Đào, đến với chúng ta nồng nhiệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thế Đức Anh, Giám đốc Tập đoàn Thiết bị Thẩm Mỹ Mr. Iden, đến với chúng ta nồng nhiệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Thức, Giám đốc điều hành Chi thức Việt, đề nghị chúng ta nồng nhiệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của bác sĩ chuyên khoa 1 phẫu thuật thẩm mỹ Mai Trung Việt đến từ Chi thức Việt, đề nghị chúng ta nồng nhiệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Lê Chí Trung, Giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Sally Beauty, đề nghị chúng ta nồng nhiệt chào mừng. Và một người đặc biệt, một đời vô cùng đặc biệt trong Grand Opening buổi sáng ngày hôm nay. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị cho Giám đốc điều hành Thẩm Mỹ Viện Dr. Đào, ông Hoàng Xuân Đào. Một tràng vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông sẽ cùng bước lên sân khấu để có những lời phát biểu, những lời trân trọng cảm ơn tới toàn thể sự hiện diện của quý vị đại biểu khách quý tại Grand Opening buổi sáng ngày hôm nay. Trân trọng kính mời ông. Alo, xin kính chào quý khách, quý vị và bác và cô chú, các anh, các em và các bạn có mặt tới buổi khai trương ngày hôm nay của tôi. Tôi xin cảm ơn và hôm nay em xin có giới thiệu thiếu một nhân vật rất quan trọng là chú của tôi, là chú Hà Nữ, là Phó Chủ tịch Phường Liên Bảo. Vâng, đề nghị chúng ta đổ một tràng vỗ tay thật lớn để nồng nhiệt chào mừng với ông quý vị. Xin được trân trọng cảm ơn. Và danh sách ngày hôm nay các quý vị đại biểu đến với chương trình sẽ liên tục được cập nhật. Rất mong toàn thể quý vị chúng ta hãy liên tục ổn định để chương trình được tiếp tục diễn ra. Tôi và đời lời muốn nói trong suốt thời gian tôi xa nhà và công tác cũng như học hành ở Sài Gòn thì nay cũng đủ thời gian và có một phần công sức làm đẹp cho đời, làm đẹp cho người và đặc biệt là các chị em và đặc biệt là cả các anh em nữa. Nay tôi mở thêm cái viện thẩm mỹ thứ hai của tôi, đặt tên là Dr. Đào. Trước có một viện thẩm mỹ cùng làm cùng giám đốc Letro Nguyễn Anh Dương. Ba đời nhà tôi có làm ngành y, tức là ngày xưa ông nội tôi là ông Hãn, là ngày xưa là gọi là quan đốc tờ thời Pháp, gọi là quan đốc tờ. Đến đời bố của tôi là ông Hoàng Xuân Mai, nay vẫn là hiện bác sĩ bên Moscow Liên bang Nga. Đến đời tôi thì tôi vẫn là bác sĩ, nhưng mà tôi làm bác sĩ ngoài chữa bệnh ra, nhưng tôi làm bác sĩ làm đẹp cho đời, làm tên người đẹp, giúp cho mọi người có cái khuôn mặt từ thiếu tự tin thì thành tự tin hơn về nhan sắc. Vâng, một lần nữa tôi xin cảm ơn quý vị đã có mặt trong buổi
khai trương ngày hôm nay của tôi. Đây là điều vinh hạnh cũng như là liều thuốc tinh thần để cho tôi phát triển sự nghiệp của tôi bay cao bay xa hơn nữa. Xin cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn. Ngày khi giới thiệu thì em xin giới thiệu là ông, nhưng bây giờ xin phép được gọi là anh. Đứng cạnh, rất vinh dự được đứng cạnh anh Đào. Thật sự là khi mới đến hai anh em gặp nhau thì cách nhau, hỏi anh Đào thì hai anh em cách nhau 10 tuổi. Không ai tin được, đúng không ạ? Quá trẻ. Với chắc chắn rồi, người làm về công nghệ làm đẹp cho tất cả mọi người thì không có lý do gì anh ấy không đẹp. Và chắc chắn nếu quý vị có một sắc đẹp như anh Đào thì xin mời toàn thể quý vị ngay sau chương trình ngày hôm nay, nhân dịp tưng bừng khai trương thì anh Đào có rất nhiều những chương trình tri ân, cảm ơn toàn thể quý vị đã có mặt tại Grand Opening ngày hôm nay, đúng không ạ? Vâng, và ngay sau đây, để chương trình sẽ liên tục được diễn ra, ngay sau đây xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ngày hôm nay sự hiện diện của toàn thể quý vị đại biểu khách quý. Trân trọng giới thiệu ông Hoàng Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Ban Tuyên giáo. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Kim Định. Trân trọng kính mời sự hiện diện của ông Nguyễn Ánh Dương, Giám đốc Thẩm mỹ viện Natural Sài Gòn, cùng tiến lên sân khấu để cùng cắt giải băng đỏ để chính thức. Grand Opening Thẩm mỹ viện Dr. Đào tại địa chỉ 106 Chu Văn An. Đó là sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý và đại diện cho Viện Thẩm mỹ Dr. Đào. Thưa quý vị, ngày hôm nay sân khấu của ban tổ chức, chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố lễ cắt băng để chính thức khai trương Thẩm mỹ viện Dr. Đào chính thức được bắt đầu. Một tràng vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị nha. Vâng, và như vậy là giải băng đỏ đã chính thức được cắt để chính thức khai trương Viện Thẩm mỹ Dr. Đào. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những quý vị đại biểu khách quý ngày hôm nay đã cùng trở lên sân khấu để cắt giải băng đỏ cùng ban tổ chức, cùng với Viện Thẩm mỹ Dr. Đào. Xin được cảm ơn và kính chúc toàn thể quý vị luôn sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại để cùng an toàn tại những hàng ghế danh dự dành cho quý vị đại biểu khách quý để chương trình sẽ gửi tới toàn thể quý vị những ly champagne, những ly rượu vang để toàn thể quý vị chúng ta cùng. Và công nghệ Pisosur đại diện đó chính là ông Nguyễn Thế Đức Anh, giám đốc tập đoàn thiết bị thẩm mỹ Mr. Iden đã có mặt tại sân khấu. Và ngay sau đây
xin được trân trọng kính mời hai ông sẽ đến với lễ ký kết ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị đi ạ. Chúng ta vẫn thường có những câu nói rất hay, thường được nghe những của tất cả các đơn vị, các quý bạn bè, đồng nghiệp, và một cái bắt tay để thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa Dr. Đào và công nghệ vị để đông nhiệt. Chúc mừng! Xin được trân trọng cảm ơn và chuyển giao công nghệ giữa Dr. Đào và Trí Thức Việt. Trân trọng kính mời! Và ngay sau đó sẽ là một cái bắt tay ông. Xin được trân trọng kính mời để chúc cho sự kết hợp này thật hoàn hảo, thật phát triển. Xin được trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 phẫu thuật thẩm mỹ trị nám Hàn Quốc. Trân trọng kính mời trình diện. Trân trọng kính mời trình diện của ông Lê Chí Trung, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Charlie Beauty. Cô trở lên sân khấu. Trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời các kỹ thuật viên sẽ cùng trở về show trị nám Hàn Quốc. Đại diện là ông Lê Chí Trung, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Charlie Beauty đã có mặt trên sân khấu. Xin mời hai ông sẽ cùng tiếp tục ký vào, đặt bút và ký vào hợp đồng hợp. Ngay sau đó sẽ là một cái bắt tay thật tuyệt vời của hai ông. Một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng đi ạ. Xin được trân trọng cảm ơn những quý vị đã cùng hiện diện lên sân khấu để đến với phần ký kết và chuyển giao công nghệ tại Grand Opening. Bắt tay. Kính thưa quý vị kính mến, ngày hôm nay toàn thể quý vị đại biểu khách quý cùng trở lại với chương trình và đã có những lãng hoa hết sức tươi thắm, cùng với đó là những lời chúc mừng tới viện thẩm mỹ Dr. Đào. Thay lời cho viện thẩm mỹ Dr. Đào xin được gửi tới toàn thể quý vị những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tại Grand Opening ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng dự tiệc buffet để cùng thư giãn ít phút trước khi đến với những phần tiếp theo của ngày. Gửi tới toàn thể quý vị ạ. Trân trọng kính. Toàn thể quý vị chúng ta cùng nán lại tại Grand Opening ngày nay để nhận cho mình những giải thưởng 50 triệu đồng. Và nếu ngày hôm nay quý vị nào may mắn hoàn toàn mặt trẻ hóa da trị giá là bằng giá 70%, từ 35 triệu xuống còn chỉ còn 20 suất DNA cá hồi căng bóng trị giá 5 triệu đồng. Và giải khuyến khích là 50 suất chăm sóc. Trở lên sân khấu, quý vị có số may mắn 218 cùng trở lên sân khấu ạ. Tiếp theo, rất đẹp, 179 ạ. Rơi không vấn đề gì ạ, chỉ quan trọng là anh đã đó, anh đã có rồi ạ. Anh là 197 ạ. Nhiều quý vị đang check in và ngày mai đến với chương trình thì ban tổ chức đã phát cho toàn thể quý vị những liên may mắn ạ. Chậm đi rồi. Xin mời anh lên quán 188 luôn ạ. Xin chúc mừng anh chị ạ. Xin mời cả anh nhà lên sân khấu đi ạ. 211 chưa tìm ra được chủ nhân của nó. May mắn 236 ạ. 236 ạ. Hai hai hai, nếu không quý vị nào thì ban tổ chức sẽ tiếp tục bốc những lần. Rất nhiều đang
mặt tại sân khấu để chúc mừng cho những quý vị may mắn. Ngay sau cái bắt tay này thì xin mời tất cả những anh chị đang có mặt trên sân khấu sẽ cùng di chuyển tới khu vực lễ. Em xin hiểu nữa nhá. Một, bảy ạ. Xin mời. Xin được chúc mừng cho lá thăm may mắn được mang mã số 189 ạ. 189 của quý vị nào ạ? Xin mời cho mã số may mắn 202. 1. Ban tổ chức tôi xin phép toàn thể quý vị để bốc giải thưởng, đó chính là giải nhì của chương trình cất mí Hàn Quốc trị giá 10 triệu đồng sẽ thuộc về những quý vị nào đây ạ? Mã số 1 của quý vị nào ạ? Tiếp theo xin được chúc mừng cho mã số 155. Mã số 155 cũng không có quý vị nào cả. Triệu đồng. Mã số 201. Tiếp theo, mà sau mã số 201 là mã số. Mã số 170. 70, xin mời. À đây rồi, của một chị đang tiến lên. Chào mừng tay thật lớn của quý vị để chúc mừng và xin mời bạn Thiên Thanh sẽ tiếp tục quay trở lại sân khấu để bắt tay chúc mừng những khách may mắn ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự hiện diện của quý vị và xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với giá trị là 35 triệu đồng. Còn nếu quý vị nào ở đây mà nhận được mà không muốn sử dụng thì có thể phát lại cho MC. 203. Xin mời. À, đáng tiếc vẫn chưa tìm ra được chủ nhân của một suất. Trân trọng kính mời đất. Một cái bay sau đây thì xin được trân trọng kính mời chị sẽ cùng quay trở lại. Căng chỉnh. Hoàn toàn. Chỉ giá 35 triệu và chỉ phải chi trả là 10 triệu thôi. Là dịch vụ nâng mũi siêu cấu trúc. Một voucher giảm giá 80% cho dịch vụ này. Chúng ta chỉ phải chi trả 10 triệu đồng khi mà gói dịch vụ này lên tới 50 triệu đồng. Xin mời anh sẽ cùng mang lại may mắn. Xin mời anh. Wow. Không phải là một voucher 80% nữa. Doctor Đào có nói rằng nếu quý vị nào nhận được giải thưởng này hoàn toàn miễn phí nâng mũi siêu cấu trúc trị giá 50 triệu đồng. Một tràng vỗ tay thật lớn quý vị đi ạ. Đây rồi, đây rồi. Đây ạ. Xin được chúc mừng cho mã số 175. Xin chúc mừng. Một gói nâng mũi siêu cấu trúc trị giá 50 triệu đồng. Cảm ơn chị đã đến với chương trình. Chúc mừng chị đã nhận được giải, tiếp tục được đồng hành cùng với chị. Và chắc chắn rằng với gói dịch vụ này chị sẽ sử dụng cho chính bản thân mình. Một lần nữa xin được cảm ơn chị, cảm ơn toàn thể sự hiện diện của quý vị. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta liên tục sự tiệc nhẹ để một ít phút nữa thì ban tổ chức sẽ có những lời mời tiệc mặn tới toàn thể quý vị. Rồi. Là ngày thứ tư của bác sĩ Đào thì công ty chúng tôi có thể hỗ trợ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Được 3 nhá.